Rồi, mến chào tất cả các bạn đến với kênh Thầy Toàn Vlog nha. Thì lời nói đầu tiên thì chúc các bạn ngày mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc nha. Và mẹ khỏe mạnh, vượt qua mùa Covid này nha các bạn. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn các bạn, giới thiệu thôi, chứ không dám gọi là chỉ hay là chia sẻ gì đó các bạn. Giới thiệu cái mẫu 7 các bạn, mình cũng học hỏi các anh em thôi. Thì anh cái này là mẫu 7 của anh Phúc các bạn, Phúc kênh Hoang Dã TV. Thì anh Phúc có xem cái 7 này thì cho em gửi lời cảm ơn anh nha, anh đã hướng dẫn chia sẻ mình làm là cái mẫu này các bạn. Thì cái mẫu này thì cơ cấu các bạn ha, cơ cấu nó vẫn là cơ cấu đạp chân giống như bình thường thôi, nhưng mà bên đây là cái mẫu này là cửa trong. Đó, là có nghĩa là cái cửa khi con chuột nó thêm vào đây các bạn ha, vào nó đạp cái kính cái bẫy ha, cái chỗ này các bạn, chỗ này nè ha, chỗ cái phen này nè ha, thì cái cửa sẽ đóng lại các bạn ha. Như giờ mình sẽ cho các bạn xem ha, đó nè, nó đóng lại và cái lò xo nó nằm bên ngoài. Đó, khi nó đập về các bạn, bạn đừng có nghĩ là nó cánh cửa này sẽ xê dịch, không phải nha các bạn. Khi đập vậy thì cái lực của lò xo nó làm cho cánh cửa này miết xuống các bạn, biến dạng, cái này nó miết xuống thì cái này nó cứng ngắc luôn bạn, coi nè ha, nó cứng ngắc luôn, đẩy trong không được, giờ đẩy vô trong rất là cứng ha. Bị trong thì dướng cái miếng chì phía đây, phía ngang này nè, nó qua khỏi cái miếng chì nó dướng lại, mà xê qua xê lại thì cũng không được luôn, nó rất là cứng luôn đó. Bạn thấy cái lợi hại của nó rồi. Mà con chuột khi mà nó vào đây cái khuynh hướng là sao, khuynh hướng nó sẽ leo lên cái góc này là nhiều hơn là nó đứng đây mà nó chen với mấy cái kẽ này. Bạn gặp cái này nó nghiêng nghiêng nó sẽ leo lên với chỗ này, nó sẽ tung ngay chỗ gốc này trước ha. Đó, thì khả năng nó ra là rất là khó nha các bạn. Thì phía sau là mình treo cái móc mồi bạn, treo móc mồi rồi. Thì bẫy của mình ha, bẫy mình là 7 vuông các bạn xem ha, 7 vuông dài dài 20 ô. Đây các bạn, 7 vuông này dài 20 ô. Thì cái này mình mới làm đầu tiên các bạn. Rồi sau này nè, mà mình sẽ chiều nay mình sẽ đem đi đặt thử rồi mình quay cho các bạn xem. Rồi sau đó từ từ mình sẽ chuyển qua mẫu này hết, mình sẽ không còn có bổ mỹ bẫy phen hay là móc nữa các bạn ha. Móc nữa. Móc thì có khoảng cái nhược điểm của nó sao, có khi là nó đập mà nó không vô móc. Phen cũng vậy, phen nó vô phe sập phen rồi nhiều khi nó ngã lật gập lên ha, phen ở trên nó chạy xuống đó, thì xảy rất là nhiều trường hợp đáng tiếc đó. Các bạn xem clip của mình ha, nó cũng nhum gì đó, nó cắn banh gập rồi nó lật gập, rất là nhiều trường hợp bị lật. Mỗi lần đi thăm gặp thấy là gặp con chuột chỗ mà gặp bị lật ha, là các bạn hồi hộp sợ nó lại nó tung ra, nó lật cái phen nó tung ra đó. Thì bạn thấy rất là cứng nè, cứng đó đó, thấy không, cứng đỡ lên cũng rất là đó, ở lên nó dướng tùm lum hết đó. Nhưng mà sao đã lên đồng lãnh lên ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy mồi bằng mồi đây ha. Mồi chú chín đây, bằng đây mình còn một khúc chú chín nè, rồi mình sẽ móc vào đây ha, móc cái đây. Và đặc biệt chú ý ha, mình cũng chia sẻ một tí kinh nghiệm ha, khi bạn đặt mồi chú chín bạn khi trước khi là bạn dùng cái chuối nè, bạn chà chà ngay chỗ này ha, phần này nó bằng chú chín mình là mình chà chà ngay cái cho nó có mùi thơm các bạn. Con chuột nó gặp cái mùi thơm, nó ra đây nó nghe mùi thơm, nó gặp đây nó nhìn vô trong thấy cái cho chú chín chung vô. Rồi bây giờ mình sẽ đi đặt nha bạn, đi đặt rồi mình sẽ quay cho các bạn xem thành quả.